Hôm nay nghệ sĩ Quang Tèo xuất hiện trước truyền hình, trước ống kính cũng là để chia sẻ một chút cái tình cảm của Quang với tất cả mọi người về cái viên Tăng Cân Hoa Bảo. Vì sao chắc là mọi người cũng biết là nghệ sĩ Quang Tèo là những người mà cả cuộc đời chuyên đem niềm vui đến cho tất cả mọi người, xác định là luôn luôn mang món ăn tinh thần đến cho mọi người, và hôm nay có một món ăn hơi đặc biệt một chút. Đó là chia sẻ về viên Tăng Cân Hoa Bảo. Và nó rất ấn tượng bởi vì nghệ sĩ Quang Tèo đã sử dụng và đang sử dụng. Chính vì thế cho nên là muốn chia sẻ với tất cả mọi người, chứ không mang tính chất quảng cáo. Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm sử dụng viên Tăng Cân Hoa Bảo. Như mọi người cũng biết rồi, có một thời kỳ nghệ sĩ Quang Tèo rất là gầy, và cả người cũng rất là mệt mỏi, cảm giác tức là ăn uống mỗi lần tức là mình ăn vào cảm giác miệng nó nhạt. Và cảm giác nó rất biếng ăn và rất ngại ăn. Có lẽ cũng cho một thời gian rất là dài Quang làm cảm sơ ghi phim hài Tết thì mọi người cũng biết rồi, toàn đóng những vai nông dân đấy. Nhưng mọi người cũng biết là với nghệ sĩ Quang Tèo, đức da của Quang đấy là cũng cháy nắng, bởi vì suốt ngày phơi nắng ngoài đồng. Tức là đóng những cái vai để đem một chút niềm vui đến cho mọi người, thế nhưng mà phải vô cùng vất vả. Thế thì trong những ngày phơi nắng ở ngoài đồng, lùa vịt, chăn vịt thế, xong rồi cho đến trưa thì đoàn phim nghỉ, ngồi ăn một chút cơm, cảm giác tức là nó mệt mỏi trong người, nó mệt mỏi, ăn cảm giác như nhai rơm. Nguyên nhân không biết là do cái gì, thì thực sự đi khám bác sĩ thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đi ra bệnh viện khám, bác sĩ cũng bảo là không, nói chung là trong người cũng không có vấn đề gì, mà tại sao, cái nguyên nhân đấy là do cái gì. Chính vì thế trong đó thì có một người bạn rất là thân của nghệ sĩ Quang Tèo thì cũng giới thiệu đến viên Tăng Cân Hoa Bảo để nói với mọi người rằng là tức là cái lúc mình cảm giác như đang suy nhược cơ thể, mà thực sự là cũng nhờ cái viên Tăng Cân Hoa Bảo. Và hôm nay mọi người cũng đã nhìn thấy đây, hoàn toàn vóc dáng của nghệ sĩ Quang Tèo rất khỏe mạnh và cơ bắp như thế này, đấy là phải nói là vô cùng cảm ơn viên Tăng Cân Hoa Bảo. Là cái sản phẩm của họ rất an toàn, Bộ Y tế đã kiểm duyệt rất kỹ càng và đã cho giấy phép để mà lưu hành, để mà kinh doanh, thì cái vấn đề đấy là hoàn toàn yên tâm. Nếu về chất lượng thì vô cùng yên tâm rồi. Thế nhưng mà còn cái điều quan trọng nhất là khi mình uống vào mình thấy được, chứ không phải là Bộ Y tế đã là một phần, nhưng mà hiện tại mình uống, mình đang sử dụng, mình cảm nhận được, nó rất có hiệu quả. Là viên Tăng Cân Hoa Bảo được chế xuất từ thảo dược thiên nhiên cho nên rất lành. Đấy. Và Quang cũng chia sẻ một chút nữa đấy, sau cái thời kỳ mà Quang đi công tác hoặc đi làm phim có nhiều show quá, tức là cũng người cũng mệt mỏi đấy, cái thời kỳ mà bị sút cân rất là nặng và mọi người cũng rất là lo lắng. Thế bảo những người bạn thân thiện thì cũng cứ nói là cậu ấy là người của công chúng cho nên hoàn toàn phải quan tâm nhất về sức khỏe. Sức khỏe bạn có thì bạn mới đáp ứng được đem niềm vui cho tất cả mọi người được. Cho nên là bạn là người của công chúng rồi, nhưng mà tôi thì không nói gì, nhưng mà chính bạn là phải quan tâm hơn tôi gấp 10 lần. Ví dụ như thế thì thực sự ra đúng là cái sức khỏe thì với ai cũng vậy thôi, nói cho nó vui, nhưng mà ai của người ta cũng đều quan tâm đến sức khỏe cả. Mỗi một lọ này mình uống tầm 1 tháng thôi. Và Quang cũng đã sử dụng đúng 1 tháng. Cái lọ đầu tiên uống 1 tháng thì Quang thấy là tất cả cái sức khỏe của mình nó được cải thiện một cách rất rõ rệt và được tăng phải từ 2 đến 3 cân trong cái tháng. Và Quang sử dụng ấy thì tự dưng mà mình cảm thấy ăn tức là nó ngon miệng hẳn ấy. Và vì xong cả một ngày mình đi quay phim vất vả, tối đi diễn xong về nằm cái là ngủ ngay. Và ngủ rất ngon giấc và rất sâu giấc. Rồi sáng hôm sau dậy một người rất khỏe mạnh. Quang cũng giới thiệu cho rất nhiều người bạn bè, anh em, kể cả trong họ hàng, trong gia đình ấy, cũng như anh em ở ngoài xã hội, thì hãy dùng những người mà cảm thấy người nó mệt mỏi hoặc là cảm thấy ăn uống nó không ngon miệng và bị sút cân thì Quang đều giới thiệu hết. Và gần như là ai cũng sử dụng viên Tăng Cân Hoa Bảo xong cũng đều cảm ơn Quang, bởi vì là đúng là sử dụng cái viên Tăng Cân Hoa Bảo rất có hiệu quả. Không phải riêng một mình Quang mà toàn bộ gia đình nhà Quang cũng thế thôi, cũng như là bạn bè, rất nhiều người đã sử dụng rồi viên Tăng Cân Hoa Bảo và đều cho Quang một cái lời rất cảm ơn, rất là chân thành. Và tự dưng mình cũng cảm giác như là
là mình thành một người rất là tốt bụng nữa. Và rất mong là tất cả ai đó mà khi được Quang giới thiệu về viên tăng cân Hoa Bảo mà sử dụng và có hiệu quả, nhớ có một lời cảm ơn đến nghệ sĩ Quang Tèo nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.